Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khu vườn của nhà mình. Không phải, xin lỗi. Đây là khu vườn của Vũ Garden nha các bạn. Đó, mình chỉ đùa tí xíu cho vui thôi. Và hiện tại thì khu vườn này Dương Nguyễn đã đến được vài lần rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là có thời gian mình mới quay sơ qua một vòng để cho các bạn xem khung cảnh nơi đây. Và nếu như mà có dịp, chúng ta cứ đến với lại khu vườn này để trải nghiệm một quán cà phê mang một cái phong cách rất là Đà Lạt, rất là mát mẻ. Và ngoài ra thì đây cũng là một cái địa điểm check-in chụp hình sống ảo cho tất cả các bạn trẻ. Và đồng thời mình thấy rất là nhiều cô dâu chú rể đến đây để chụp hình cưới. Và riêng mình ngày hôm nay cũng vậy. Hôm nay mình đi cùng với ekip của mình đến đây để thực hiện một cuộc hôn nhân cưới cho cô dâu tại Tây Ninh. Thì địa chỉ của phim trường này là nằm tại Bình Dương, ngay Thuận An của Bình Dương các bạn. Thì mình sẽ check in cái định vị ở đây để cho các bạn có thể tự đến, hoặc là các bạn có thể lên Google search là Vũ Garden ha. Nói chung thì nằm ngay sau lưng siêu thị Aeon của Bình Dương các bạn. Đó, và hiện tại là đây là khu vườn mà anh chủ trưng bày kiển ở đây. Thì ở đây là có bán luôn các bạn, nghĩa là có bán hoa kiển luôn, chứ không phải bán hoa kiển và bán hạt giống các thứ luôn, chứ không phải là chỉ bán cà phê và chụp ảnh không. Đó, bây giờ mời cả nhà cùng đi chung với mình một vòng nha. Tất cả các loại cây các bạn. Mình đó thì về cây kiển thì mình cũng không có rành lắm, nhưng mà nói chung thì mình thấy rất là nhiều loại này. Và ngoài ra thì ở đây là có bán chậu rồi hạt giống, phân bón, sạn các thứ để chúng ta về là chúng ta có thể sử dụng được luôn. Thì ở đây là khu vườn các bạn. Và sau khi mà mình đi bọc khu vườn thì lên là chúng ta sẽ đến quán cà phê ha. Cái điều mà làm mình thích nhất trong đây á, là một cái khí hậu rất là mát mẻ, và xung quanh là được bao bọc bởi nhà kính, coi như là chúng ta sẽ cách ly với lại cái môi trường bên ngoài hoàn toàn, không bụi bặm và không tiếng ồn. Trong đây thì chúng ta chỉ nghe tiếng quạt gió, và trên những tấm vách đó các bạn, thì mình rất là thích cái cách mà trang trí là làm bằng vách tản nhiệt, thì giống như là những cái quạt nước đá mà chúng ta xài cho gia đình. Thì khi mà có quạt đi vào, nước đi xuống thì nó sẽ tạo ra một cái luồng khí mát lạnh y như là chúng ta đang ở Đà Lạt vậy đó. Xin tím. Đó, các bạn thấy không, có cô dâu đang thay đồ chuẩn bị chụp hình đấy. Đó, bây giờ mình đi vòng ra phía trước luôn nha. Mát lắm các bạn. Vô đây rồi là các bạn sẽ thấy bất kể một góc nào các bạn cũng cảm thấy muốn chụp hình liền. Chút nữa mình sẽ qua bên nghe cái chỗ chụp hình cưới cho cô dâu các bạn nhìn còn khoái nữa. Chụp rồi anh gì? Áo rồi. Nhắn dữ. Tới từ sớm rồi. Anh chưa giờ. Anh chưa có chụp nữa, giờ nè anh mới ra. Ồ, bữa nay trời mát anh mà sợ mưa thôi. Không chắc mấy. Bạn này cũng ở Tây Ninh luôn. Yeah. Photography Tây Ninh. Nè, yeah. Nhật Quang. Nè quay. Hello, lên. Hello. Đó, quay vlog chơi. Rảnh làm tăng. Dạ dạ. Chúc cà phê Quang. Dạ dạ dạ. Sao cũng ra. Không gian nơi đây các bạn thấy như thế nào? Rất là đẹp và thoáng. Đó, khi mà chúng ta vào đây chúng ta ngồi ngắm cảnh cà phê thì mình cũng không có gì tuyệt vời hết. Và đặc biệt là cái không khí này rất là mát lạnh luôn các bạn. Nó làm cho mình có một cái cảm giác như mình đang ở Đà Lạt thực sự. Đây, trong đây có người ngồi rồi, nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem cái bức tường. Đó, cái bức tường này là bức tường mình thích nhất. Đó là làm bằng tản nhiệt nước. Đó, gió ở trong sẽ đưa ra. Đứng vô đây là mình nghe cái luồng không khí nó mát lạnh liền. Nghe rất là đã các bạn. À, thì bên đây sẽ là khuôn viên mà để chúng ta uống cà phê thôi. Còn lát để chụp hình đó thì mình sẽ đi qua bên cái khu bên kia. Khu chụp hình đi bộ qua khoảng 50 thước ha. Phần hành cũng chưa biết luôn á. Đây là
ekip của mình đây đó. Cô dâu và chú rể ngày hôm nay là bọn mình sẽ chụp hình cưới tại đây và bọn mình trang điểm vừa xong, chuẩn bị thay đồ các bạn. Thời tiết hôm nay cũng rất là mát mẻ, hy vọng là không có mưa. Chụp nữa ra, chụp nữa ra đứng đợi đã lắm. Cái chụp cô dâu. Tôi đang đợi chút rau rau ngoài mình quay. Chụp cô dâu á. Chụp cô dâu. Hầu như giờ này là mới có tầm khoảng 8:20 là mình thấy quán không còn vàng nữa, full rồi. Nay ngày thứ mình cũng đông. Đúng rồi. Ở đây cả ngày thứ lẫn cuối tuần đều đông. Và mình nghe nói ngày thứ sẽ đông hơn ngày cuối tuần. Cô dâu quá nhiều. Cái cách mà trang trí của chủ quán các bạn thấy không? Nói chung là tinh tế, rất là tinh tế và theo một cái phong cách nhất định luôn, chứ nó không có bị hỗn tạp. Chúng ta bằng qua bên kia mà thấy được sẽ mang đậm cái phong cách châu Âu, rất là vintage. Vách gỗ này. Nếu mà các bạn nào mà có dịp đi ngang qua đường ngang Bình Dương thì nghĩ các bạn nên dành chút ít thời gian để ghé vào trải nghiệm không khí trong lành ha. Rồi còn bây giờ bọn mình tạm ốp tí xíu nữa mình sẽ quay cái chỗ chụp hình cho các bạn xem, sẽ đẹp hơn rất nhiều. Bó hoa cầm tay tự bới nè, lá cầm lên chụp hình. Nhớ hôm qua nó bự lắm mà, mới tháo ra bới lại hả? Ừ. Tiếc gì xấu á. Bó sao trồng quay à. Còn này hoa cài áo của chú rể nè. Này dương miệng dành cho thợ chụp hình. Ý lộn, cô dâu. Trang điểm xong rồi, chuẩn bị qua bên đó chụp ha. Mời cả nhà cùng đi với mình qua bên chỗ chụp hình để chúng ta trải nghiệm cảnh đẹp. Rồi bây giờ mời cả nhà vô trong cái phim trường nha. Đây là cổng chính nè. Hôm nay là hơi đông nha, cho nên vô là bọn mình cũng chăm đủ chờ từ nào chờ. Khuôn viên này là châu Âu mà cố luôn. Đợi góc này là một dòng này, góc này góc chính còn lại còn cái này xong là bạn. Cái cảnh gọi là sao, cái cảnh này gọi là cái cảnh chụp nhiều nhất trong đây luôn các bạn. Cái nhà này như ai cũng khoái chứ, vô đây là mệt cái nhà này chứ. Dầu mình chưa tiết tiền. Các bạn nhìn ra hướng đó. Cô dâu em nhìn xuống bóng này. Chị rể nhìn qua. Cho mình cô dâu 1-2 tấm gì kìa. Ở trong đây các bạn là đủ view nào chụp cũng đẹp hết chứ. Chụp trước, chụp sau, chụp tới, chụp lui, chụp xuôi, chụp ngược, dính đích không. Đúng quá vậy đó. Thank you.
có chỗ em dịnh là được rồi. Thấp xuống nữa đi. Đó, đúng rồi. Mình thấp mình đi dịnh thấp chứ. Dịnh giống anh sao được. Rồi co chân trái miếng thôi. Đẩy chân trái lên. Nè, đẩy, đừng có nghỉ nha. Đẩy mà nhỉnh mông lên. Đẩy mông lên sao luôn. Ừ. Ok. Vậy là mình vừa chụp xong cái áo đầu tiên rồi các bạn. Bây giờ rảnh tay cho mình quay xíu nè. Cái này là xương rồng. Đó, thấy không? Xương rồng các bạn thấy không? Rất là đẹp. Xương rồng là xương rồng châu Âu hả? Chứ ở đây làm gì có. Đó, các bạn thấy ông chủ đây, ông trồng mấy cái cây toàn là xịn xịn không à. Đây. Quay có dính ai không nghe, dính ai đáng chịu nha. Đi vòng coi, hôm nay mình quên đem cái cam hành trình theo rồi, quay điện thoại luôn. Hơi to. Đó. Cô dâu quá trời luôn. Rồi ok, đúng rồi. Rồi quay góc rộng nha. Mình đang gặp nữa nè. Đó. Trong đó có một cái lồng nhà rồng cũng rất là đẹp, nhà mát đó các bạn. Cái đó trường nắng nắng lon lỗ vô nè. Cái view của cái hồ này cũng đẹp nè. View này ngồi nghe đó chụp bắn nước lên. Có cái nhà thờ luôn thấy không? Nè chụp qua lấy nhà thờ với lại view của hồ. Bắn nước lên. Đấy các bạn thấy không? Mình đã review cho các bạn xem cái cảnh đẹp ha. Còn ai mà gần gần thì cứ đến mà trải nghiệm nha. Đó, như châu Âu, như trời Tây. Cái này chụp vô nó dốc đang ở Paris bay nhất bay nay rồi ha. Tin luôn á. Cảm ơn các bạn nãy giờ đã theo dõi xuyên suốt cùng với bọn mình nha. Mình còn chụp 2-3 áo nữa cho nên mình tập trung vô việc chụp, mình không có quay nữa. Mình chỉ review sơ cho các bạn biết cảnh đó ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin phép chào cả nhà.